Wow, các bạn ơi, à, con cá nó chạy kìa, hay không? Ồ, cá chạy vô nước được luôn hả? Trời, hay dữ hả? À, nó chạy vòng vòng luôn hả? Wow, con cá này hay quá các bạn ơi, nó chạy vòng vòng luôn nè. Ê, nó chạy lên đây luôn rồi. Ghê quá, quả nó quanh lại kia. À, bạn su dí theo rồi, nó dí bạn su luôn nè. Su sợ không? Su sợ không? Rồi, bắt lại nha. Xin chào bạn Ken nha, mình chào các bạn đi. À, bạn Ken cởi xe cẩu đi đâu ạ? Bạn Ken cởi xe cẩu đụng cô su hả? Các bạn ơi, nay bạn Ken cởi xe cẩu đi săn xe buýt nha. Mình đi săn xe buýt nhỏ đó. Đâu xe buýt đâu bạn Ken ơi? À, bạn Ken thấy xe buýt chưa ta? Wow, một cái xe buýt màu đỏ kìa các bạn ơi. Ủa vậy hả? Đây các bạn ơi, một cái xe tàu lửa màu đỏ, không phải xe buýt nha. Bạn Ken hay quá. Rồi mình đi tiếp thôi bạn Ken ơi, còn đâu nữa không? Đâu, đâu? Cái gì vậy? À, bỏ vô cái thùng đó đó hả? Rồi, rồi mình gửi cốp ra mình bỏ vô nghe. Rồi, rồi lượm xe màu tím lên bạn Ken ơi. Các bạn một cái xe lửa màu tím nữa nghe. Rồi, bỏ lên đó luôn. Còn xe đâu nữa không? Hả? Được không? À, bỏ chung luôn hả? Rồi, bạn Ken bỏ chung luôn. Ê, cái gì vậy? Các bạn ơi, một con cá nữa nè. Đây. Rồi, bắt con cá về luôn bạn Ken ơi. Oh no, rớt rồi. Rớt xe lửa hết rồi. Rồi, bắt con cá vô nha. À, bên kia nghe xe lửa nó kêu bất kẹn thì đứng bạn Ken ơi. Đâu, đâu, xe lửa bất kẹn đâu nữa đâu. Đâu. Ê, các bạn ơi, một chiếc xe lửa màu xanh nước biển nha. Rồi. Vậy rồi hả? Ê, các bạn ơi, bạn Ken lượm thêm một chiếc xe lửa màu xanh nước biển đó nha. Rồi mình tiếp lên cái xe cẩu này, hồi mình chở về luôn. Wow, hay quá. Rồi, đi thôi bạn Ken ơi. Đây, rồi, bạn cầm giùm cho nghe. Rồi, cầm giùm hết luôn. Để cho bạn Ken chạy xe cẩu đi mới được lận. Rồi, đây các bạn ơi, ba chiếc xe lửa nè. Đây, bạn Ken lượm được ba chiếc xe lửa rồi. Đi thôi bạn Ken ơi. Bên kia còn xe màu trắng kìa bạn Ken. Đây nè. Wow, xe màu trắng bên đây nè. Thấy không? Ôi, chạy quá. Đây các bạn ơi, còn một chiếc xe lửa màu trắng nữa nha. Ê, cái gì vậy bạn Ken? Con rắn đó hả? Ê, chạy luôn hả? À, các bạn có một con rắn màu xanh. Rồi, bạn Ken giục cái vườn luôn rồi. Đâu rồi? Đây. Một con rắn màu xanh lá cây. Đây, rắn lục xanh á. Rồi, lượm xe lửa cho bạn Ken ơi. Đây, cầm cho bạn Ken nha các bạn. Rồi, các bạn ơi, mình săn xe lửa xong rồi. Giờ mình với bạn Ken đẩy xe đi kiếm xe buýt nhỏ nha. Đâu, xe buýt nhỏ ở đâu bạn Ken? Rồi, xe buýt nhỏ ở đâu? Chạy đi kiếm xe buýt nhỏ thôi. Rồi, nhanh lên mất tài ơi. Thôi, rồi đi tìm xe buýt con thôi. Wow, quá trời xe buýt con đây luôn nè các bạn ơi. Rồi, lụm vô bằng Ken ơi. Đâu, một xe buýt màu gì hả? Xe buýt con đó màu gì hả bằng Ken? Bây giờ mình bỏ vô cái móc luôn. Bỏ vô cái móc xe cẩu đi. Rồi, một xe buýt con màu xanh nước biển nữa hả? Rồi, còn nữa không? Đây các bạn ơi, một cái xe buýt dài màu trắng nha. Rồi, đi tiếp thôi, còn đâu, còn chiếc xe nào nữa không? Ừ, bị chặt xe rồi hả? Rồi, sửa lại rồi. Đây, đây các bạn ơi, một cái chiếc xe buýt nhỏ màu xanh lá cây. Rồi, bỏ lên cái xe móc cẩu luôn. À, con su nó thấy cái xe buýt màu gì kìa bạn Ken ơi. Chạy qua coi, nhanh lên. Su thấy xe buýt màu gì vậy? Thấy không? À, màu đỏ hả? Chạy lại. Đây các bạn ơi, con su thấy thêm một cái xe buýt màu đỏ nha. À,
con Xu sao tìm được xe hả? Con Xu mê đồ chơi mà. Rồi bây giờ mình đem xe này về nghe. Mình đem xe về mình học màu với xe nghe. Rồi mình đếm bao nhiêu chiếc xe nha. Đây bạn Ken ơi, bạn Ken. Trời ơi, bạn Ken định đi đâu nữa hả? Đây các bạn ơi, bạn Ken lượm. Đây một chặt xe hả? Một con cá nè. À con cá này có nhạc không bạn Ken? Hả con cá này có nhạc không? Có nhạc hả? Đâu bắt lên cho các bạn xem thử. Bỏ dưới nước được luôn hả? Đâu bắt nhạc lên thôi coi. Wow, các bạn ơi, con cá nó chạy kìa, hay không? Con cá chạy vô nước được luôn hả? Trời hay dữ hả? À? À, nó chạy vòng vòng luôn hả? Wow, con cá này hay quá các bạn ơi, nó chạy vòng vòng luôn nè. Ê, nó chạy lên đây luôn rồi. Ghê quá, quả nó quanh lại kìa. À, bạn Su dí heo rồi, nó dí bạn Su luôn nè. Su sợ không? Su sợ không? Rồi, bắt lại nha. Đây các bạn ơi, mình bắt lại đi. Rồi, bắt đi bằng kem. À, cái đuôi nó giật dữ quá hả? Đuôi nó giật dữ quá không có tắt được hả? Đây. Rồi bây giờ mình cùng bạn Ken đếm coi bao nhiêu chiếc xe lửa và xe buýt nha. Rồi mình đếm đi bạn Ken ơi. Mình có mấy chiếc xe lửa? 1 9 10. Ê các bạn tính cá luôn là 10 nghe. Nè bạn Ken đi săn được 4 xe buýt con. Đây 4 xe buýt con và 4 xe lửa nha. Ý mình có 5 xe buýt luôn và 4 xe lửa. Đây xe lửa màu gì bạn Ken? Red. À đúng rồi, đây là xe lửa màu đỏ. Red đúng rồi. Này xe lửa màu gì? Màu trắng gọi là gì? White. Đây xe lửa màu trắng với màu xanh luôn nha. Còn xe này là màu xanh gọi là gì? Đúng rồi, hay quá. Rồi đây màu hồng gọi là gì? Màu hồng gọi là gì bạn Ken? Đúng rồi, màu hồng gọi là pin nha. Rồi bây giờ mình dẹp qua. Rồi mình học tiếp. Đây màu này gọi là màu gì bạn Ken? Đúng rồi, giống cái màu xe lửa thôi. Vậy là mình không học nữa nghe. Bây giờ mình cho mấy xe này chạy chơi nha. Chiếc chạy chơi thử coi xe này chạy sao ta. Đây chiều chạy cho xe cẩu móc nghe. Bây giờ mình ship ra cho xe cẩu móc cái xe này thử nha các bạn. Mấy các bạn rồi bây giờ mình ship xe ra cho xe cẩu của bạn Ken nè. Móc mấy cái xe này lên coi được không, chịu không bạn Ken? Bự không? Rồi bây giờ mình bự quá trời luôn hả? Rồi mình ship nguyên dọc hàng xe lửa ra luôn nè các bạn ơi. Đây xe lửa này chạy được luôn á. Đây nguyên một đây đoàn tàu xe lửa với đoàn tàu xe buýt nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ móc nha. Móc thử xe buýt con đi. Xe buýt đi bạn Ken ơi. Xe lửa bự quá. Xe lửa bự quá, móc được không? Quay lại hả? À các bạn ơi, bạn Ken nè. Ken đi dép rồi hả? Bạn Ken quay lại đã móc móc cái chiều dài xe lửa nha. Mình quay ngang mình khó móc, bây giờ mình quay chiều dài mới móc được. Rồi móc đi bạn Ken ơi. Rồi mạnh lên nha, chuẩn bị 1, 2 mà móc lên. Ôi chưa dính. Ôi dính chưa. Rớt rồi, làm lại nha. Rồi bạn Ken bỏ vô móc luôn rồi các bạn ơi. Rồi đưa đây, móc chiếc nào xong đưa chiếc đó đây. Đây. Một chiếc bubble hả? Cái này là pin. À cái này gần giống màu tím luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình móc chiếc màu đỏ nha. Màu đỏ là red á. Lên rồi, hay quá. À rớt luôn rồi. Rồi một chiếc thứ hai nha. Red. Đây màu red. Đây chiếc thứ hai, xe lửa thứ hai màu red nha. Rồi chiếc xe lửa thứ ba. Wow,
màu quai. Lên chưa, lên chưa? Quá, hay quá. Rồi, lên luôn, lên luôn. À, rớt rồi các bạn ơi. Rồi, chiếc thứ ba nha. Ừ, rồi, chạy ra đây, chạy ra đây. Đây, xe này nặng quá các bạn ơi. Quá, xe lửa rớt nặng quá rồi, lụm như bằng kem luôn. Đây, chiếc thứ ba. Màu, màu quai. Là màu trắng á. Rồi, bằng kem sẽ móc chiếc chiếc thứ tư nha. Cứng quá rồi hả? Rồi, bằng kem sẽ móc chiếc xe thứ tư nha. Màu ơi, cá té luôn rồi hả? Màu xanh nước biển. Đây là màu blue. Rồi, xong rồi. Đây, một chiếc xe lửa màu blue. Đây, xe lửa này chạy được luôn nè. Hay lắm á. Wow. Rồi, bây giờ bằng kem móc bằng trái về nhà luôn nha. Móc thử bằng trái lên xe luôn. À, bắt cá về ăn luôn hả? Wow. Rồi, bắt cá về ăn luôn. Bắt cá về nấu canh luôn nha. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Rồi, các bạn ơi, như vậy là video đến đây là múc mấy xe nhỏ nữa hả? Quên luôn rồi hả? Rồi, vậy múc mấy xe nhỏ luôn nha. Rồi, bỏ vô đem lại ship luôn. Đây các bạn ơi, bây giờ bạn Ken không múc nữa. Bạn Ken bỏ mấy xe nhỏ gọi ship luôn nha. Mình đem về nhà mình ship. Ship chung với xe lửa với bạn cá luôn. Rồi nhanh đi bạn Ken ơi. Wow. Xong rồi. Rồi thả ra, thả ra. Thành công rồi, yeah. Wow. Ít hồn mà giết. Các bạn, như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau. Cảm ơn, bye bye các bạn đi. Bye bye.